Phận người, vận nước. Tập 1. Dẫn nhập. Viết từ trái tim lửa. Đây là cuốn sách tôi cành cánh viết từ bao năm nay. Mối cành cánh làm nặng lòng, bởi một bổn phận không hoàn tất, không còn cơ hội hoàn cảnh để điều chỉnh, làm lại. Đấy là bổn phận của một người lính thua cuộc, mà nói cho cùng thì không phải từ khuyết điểm của người lính ấy. Người cộng sản không phải hên may nên đoạt thắng, và chúng tôi như người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng không hề thua vì kém chiến đấu. Chúng tôi đã thua trận từ những nguyên nhân vượt khỏi trách nhiệm người lính, quá xa tầm súng và sức chịu đựng của chiếc lưng. Chiếc lưng mang khối nặng ba lô đã khởi đi từ một thuở rất lâu. Những năm sau Thế chiến thứ hai, khi trên thế giới toàn loài người đang cố gắng chữa trị vết thương, xóa bỏ dấu ấn sự chết. Từ thời điểm đáng ghi nhớ và cũng đáng nguyền rủa đó, dân tộc Việt Nam, toàn thể những con người sống trên vùng đất chữ S, vùng Đông Nam châu Á, bị đẩy vào vũng lửa của một cuộc chiến tranh, bị hạ nhục, mà lì, vu khống và không cần sức. Cho dù tất cả các cuộc chiến tranh đều có chung yếu tính sự ác và hủy diệt, nhưng đây là một trong những cuộc chiến tồi tệ nhất của dòng sống con người. Cuộc chiến vô ích, dai dẳng, khắc nghiệt nhất của lịch sử dân Việt và người lính Việt Nam quân lực Việt Nam Cộng Hòa gánh chịu phần nặng nề, thua thiệt và đau đớn nhất. Gần 40 năm sau, khi cuộc chiến chấm dứt, vết thương bị lăng nhục vẫn còn tươi máu. Trên tất cả những vùng đất, thị trấn, xóm, làng, thành phố tan tác, loang lổ của khắp miền Nam hôm nay vẫn nguyên độ nóng của dấu bom, miễn đạn. Hàng ngày vẫn thấy ra những người tóc ngã màu xám bạc, mệt nhọc mòn mỏi, cúi mình trên tập vé số, tì tay lăn chiếc xe phế binh tự chế hoen rỉ bên lề đường, đặt lên bụi khói mờ mờ che màu cờ đỏ của một buổi đổi thay tàn nhẫn. Tệ hại hơn, qua thế kỷ 21, sau hội nghị Thành Đô 1990, thì không phải màu đỏ sắc máu tươi của lá cờ Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với thủ đô Hà Nội là màu hồng phấn của Hồng Lâu Mộng, của Đông Phương Hồng, của Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc có thủ đô là Bắc Kinh. Nơi nghĩa trang quân đội Long Bình Thủ Đức, lũ cho hoang vẫn có thể đào xới, tìm kiếm kéo lê những lóng xương rã mục. Trung liệt đài sụp xuống chiếc mái, biến thành nơi tích chứa phần của đơn vị bộ đội Cộng sản làm nhiệm vụ khai thác đá và chăn nuôi vùng Tăng Nhân Phú. Người lính Việt Nam Cộng hòa và thế hệ con cháu họ vẫn là đám ngụy tiện dân, bị xếp hạng thứ 13 trên đứa trộm cắp, giết người, lãnh án chung thân khổ sai, loại cùng đinh xã hội. Và cuối cùng ở đây, nơi xứ người trên đất Mỹ, những người đi theo diện HO đã nên thành một giai cấp, một cộng đồng trong lòng một cộng đồng, một tổng số của tập hợp bị xem nhẹ và coi thường. Chân dung người lính đó từ lâu đã bị ngộ nhận. Hôm nay chúng ta nên viết lại, phải vẽ lại đúng vóc dáng kỳ vĩ, nỗi chịu đựng lặng lẽ đầy bi tráng này. Nhưng không chỉ có thế, vào buổi cuối đời, nơi đất Mỹ đọc lại những điều đã viết từ 1970-80 sau 1975, khi đi tù về 1989, lòng chợt trùng xuống bởi câu hỏi thống thiết: có ai đã khổ đến như thế? Có ai đã đau đến như thế? Ai? Đây là toàn khối người Việt, không phân biệt Bắc Nam, không phân biệt Cộng hòa Cộng sản. Đấy là những thanh niên, thiếu nữ miền Nam thuộc lực lượng thanh niên xung phong, đi đào kinh rạch, móc bùn với đôi tay trần, gọi là đi làm công tác thủy lợi. Đấy là những thế hệ người vượt biên do công an tổ chức, do công an bán bãi, và nếu sống sót được trên đường chạy trốn sau khi bị phát hiện
tàn sát ngoài biển, trên sông, tấp vào một xóm làng nào đó, thì cũng do công an giả dạng đón tiếp cô giúp, để sau cùng bị hiếp. Nếu là phụ nữ, giết phi tang sau khi bị trấn lột đến tài sản nữ trang đã nuốt vào bụng, giấu nơi chậu kín. Có ai khổ đến như thế với gia đình người chồng thương binh cộng sản, người vợ dũng sĩ diệt Mỹ với con nhỏ bé trên tay, đi bộ hơn 100 cây số từ Lộc Ninh về ngã ba An Sương, Hóc Môn, mà mục tiêu cuối cùng là tòa thánh Tây Ninh để được có chỗ ngồi ăn xin. Gia đình điển hình của bên thắng cuộc này được gặp trong một buổi tối mưa dầm trên đường Nhị Bình, Hóc Môn, không thể do trí tưởng tượng để viết thành văn chương, mà là sự thật phải viết đến, sợ không viết đủ mà thôi. Nhưng gần 40 năm có đủ điều kiện, cơ sở vật chất và tình thế chính trị, tổ chức đảng và nhà nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội kia là biến tướng nên thành một tổ chức bạo lực, khủng bố cấp nhà nước với một đội ngũ công an được bố trí xuống từng tổ, khu phố, kiểm soát giao thông, gác đường, thâu tiền mãi lộ, với những sĩ quan cấp tá chỉ huy. Sĩ quan công an cấp tướng chỉ đạo nhóm côn đồ giả danh an ninh khu phố đi trấn áp biểu tình người dân khiếu kiện. Những con người khốn khó hàng chục năm giường trời chiếu đất nơi vườn hoa Mai Xuân Thưởng Hà Nội vì nhà cửa ruộng vườn bị cưỡng chế do kế hoạch phát triển sản xuất lên hàng công nghiệp nặng, thật sự chỉ để vào tay tập đoàn tư bản đỏ, gồm nhóm lợi ích, gồm những thái tử đảng mới nổi lên từ thành phố miền Nam được giải phóng từ sau 1975. Từ đồng bằng Bắc Bộ bị quy hoạch từ đổi mới sau đại hội đảng lần thứ 6, lần thứ 11, 12. Những đại hội đảng tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương đảng, điều 4 hiến pháp là bất di dịch. Đảng lãnh đạo toàn quyền trên vận mệnh dân tộc Việt, và cuối cùng những thế hệ người sinh trưởng lớn lên sau 1975 cũng dần nhiễm đồng thù cộng sản do phát biểu tiếng lời yêu nước trước họa xâm lăng hiện thực của Bắc Kinh. Những thế hệ người trẻ được giáo dục theo di huấn của ông Hồ Chí Minh về kế hoạch 100 năm trồng người, viết mấy để cho đủ với phận người vận nước Việt Nam. Thế nhưng dẫu là một thế hệ thất bại, nhưng chúng tôi không hề thất vọng như lời thơ của Nguyễn Chí Thiện viết từ đêm tối giữa ngục tù cộng sản: ta vẫn tin đất trời kia chẳng phụ, công đất vun bồi nuôi dưỡng thân ta. Trong đêm cùng vùng nhiệt đới bao la, trái tim lửa sẽ bùng lên vạn ánh. Bởi tin chắc như thế nên cuốn sách được hình thành, và người đọc hẳn sẽ dựa phần vào lần cố kết nên mối tin cậy này. Phan Nhật Nam, sinh nhật 70 tuổi, 1943-2013. Lịch sử từ năm 1945 cần được viết lại. Phần 1 bắt đầu từ mùa hè năm 1945, Thế chiến thứ hai đi vào giai đoạn kết thúc. Tại Âu Châu, nước Đức dần lâm thế bị động do cùng một lúc phải hứng chịu hai mặt giáp công. Cuộc tiến công từ hướng Tây gồm liên quân Hoa Kỳ, Anh, Pháp và đồng minh Tây Âu khởi sự từ lần đổ bộ vĩ đại lên đất Pháp ở bãi biển Normandy vào ngày 6 tháng 6 của năm trước. Ngày 6 và 9 tháng 8, Mỹ quyết định thả hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố kỹ nghệ Hiroshima và Nagasaki. Đồng thời Hồng quân Liên Xô sau khi kết thúc chiến tranh ở châu Âu với Đức đã tuyên chiến với Nhật. Thấy rõ không thể cứu vãn được tình thế, ngày 15 tháng 8, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng đồng minh. Hậu quả của tình thế thế giới tác động trực tiếp đến các nước trong vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Oan nghiệt thay, khi nhân loại dần ra khỏi cơn ác mộng chiến tranh, thì đất Việt lại bắt đầu dậy cơn lửa đạn với một lực lượng gọi là Mặt trận Việt Minh, do Đảng Cộng sản Đông Dương làm hạt nhân tổ chức và chỉ đạo.
Để hiểu rõ tình thế của Việt Nam vào những ngày tháng 8 năm 1945, chúng ta cần tìm hiểu mặt trận Việt Minh là gì, do ai lãnh đạo và lực lượng này đã đưa đất nước đi về đâu. Câu trả lời đầu tiên cần nói rõ là mặt trận Việt Minh là tổ chức chính trị bạo lực đã cướp chính quyền hợp pháp của vua Bảo Đại tại Hà Nội vào những ngày tháng 8 năm 1945, cách đây đúng 66 năm. Trước tiên cần nhắc lại những sự kiện chính trị liên quan đến tình thế Việt Nam do nhu cầu liên kết những nhà hoạt động cách mạng người Việt ở Trung Hoa trong thập niên 30 tới 40 của thế kỷ trước với mục tiêu giành độc lập từ tay người Pháp. Các ông Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần với sự giúp đỡ của Quốc Dân Đảng Trung Hoa đã thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh Hội, tại Nam Kinh vào tháng 1 năm 1936. Nhờ sự giới thiệu và uy tín của ông Hồ Ngọc Lãm đối với nhà cầm quyền Trung Hoa Dân Quốc, vào gần cuối năm 1940, một số cán bộ Cộng sản người Việt gồm Lâm Bá Kiệt được giới thiệu đến nhà cầm quyền Trung Hoa. Lâm Bá Kiệt là bí danh của ông Phạm Văn Đồng, là người sau này giữ chức thủ tướng của chế độ mới tại Hà Nội kể từ 1955. Thủ tướng Đồng cũng là người ký công hàm thuận nhượng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng từ 14 tháng 9 năm 1958, mà hậu quả di hại với thực trạng Biển Đông trong hôm nay. Vào đầu năm 1941, Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh từ Trung Hoa về nước, đặt căn cứ ở Hàng Tắc Bó, Châu Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng để trực tiếp chỉ huy lực lượng Cộng sản đang hoạt động ở ba nước Việt, Miên và Lào. Sau khi củng cố nội bộ, huấn luyện đảng viên, phát triển cơ sở, Nguyễn Ái Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 vào tháng 5 1941, đưa Trường Chinh Đặng Xuân Khu lên làm Tổng Bí thư Đảng, chuẩn bị cho lần cướp chính quyền vào tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội. Ngày 19 tháng 5 năm 1941, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Mặt trận Việt Minh, ra mắt công khai tại Cao Bằng. Kể từ đó, những đảng viên Cộng sản Việt Nam, nhân viên của Quốc tế Cộng sản Nga Hoa hoạt động ở Trung Hoa cũng như ở trong nước Việt Nam đều nức dưới danh xưng Việt Minh, nên đã đánh lừa được giới quan sát viên quốc tế cũng như tại Việt Nam. Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt Minh mới gồm đa số là đảng viên Cộng sản, nắm rõ được biến chuyển của tình hình thế giới nhờ thông tin của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản và của cả OSS, mở ngoặc Office of Strategic Services, đóng ngoặc, tức là tổ chức tình báo của Hoa Kỳ, tiền thân của CIA, mở ngoặc Central Intelligence Agency, đóng ngoặc ngày nay, cũng do Việt Minh đã hợp tác tới và cung cấp tin tức cho OSS về những hoạt động của quân đội Nhật Bản ở Đông Dương. Từ tháng 4 năm 1945, ban lãnh đạo Việt Minh bắt đầu tổ chức ủy ban giải phóng tại các vùng họ hoạt động, thống nhất các lực lượng võ trang thành Việt Nam Giải Phóng Quân, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Võ Nguyên Giáp. Đồng thời thành lập các ủy ban dân tộc giải phóng từ tháng 7 của năm 1945 đầy biến động này. Vì vậy, ngay khi Nhật đầu hàng Mỹ vào ngày 14 tháng 8 năm 1945, trong lúc lãnh tụ các đảng phái quốc gia chưa trở tay kịp vì thiếu thông tin liên lạc quốc tế và thiếu chuẩn bị khởi nghĩa trong nước, thì Việt Minh ra lệnh cướp chính quyền ở khắp các tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam. Trở lại với triều đình Huế, với vua Bảo Đại cùng lần thành hình của đế quốc Việt Nam. Đế quốc Việt Nam là một chính thể chỉ tồn tại từ 11 tháng 3 đến 23 tháng 8 của năm 1945. Tuy chỉ trong 5 tháng ngắn này, chính phủ của Hoàng đế Bảo Đại đã thực hiện được một sự việc vô cùng quan trọng đối với lịch sử mà hôm nay cần nhận định lại để xét xem Lý Chánh Danh thuộc về ai.
Sự kiện quan trọng ấy là lần tuyên bố độc lập và thống nhất qua việc tái nhập xứ Nam Kỳ vào lãnh thổ Việt Nam trên danh nghĩa. Chúng ta hôm nay có bổn phận cần nhắc lại và nói rõ về biến cố lịch sử vô cùng quan trọng này mà hầu như số đông nhiều thế hệ người Việt đã không biết đến. Chúng ta cần nhắc lại trong những năm từ 1939 đến 1945 của đệ nhị thế chiến, sau khi chính phủ Pháp ở Ba Lê đầu hàng quân Đức vào năm 1940, thì quân đội Pháp mất quyền kiểm soát Đông Dương và quyền này rơi vào tay người Nhật. Tuy nhiên, người Nhật vẫn giữ lại những Pháp và chỉ điều khiển sau hậu trường. Nhưng do yêu cầu của tình thế nên ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đổi chính sách và thực hiện cuộc đảo chính ở Việt Nam nhằm bắt giam các tướng lãnh và tước khí giới của quân đội Pháp. Đại sứ Nhật ở Đông Dương là Matsumoto Shunichi, giao cho đại diện Pháp là đô đốc Jean de Cox tối hậu thư, bắt buộc người Pháp phải chấp nhận vô điều kiện quyền chỉ huy của Nhật trên mọi phương diện. Ở Huế, đại úy Kanebo Noboru vào trình báo vua bảo đại quyền lực của Pháp đã bị loại bỏ. Hiện thực tình thế này, giới chức lãnh đạo Nhật ở Đông Dương thỏa thuận trao trả độc lập cho Việt Nam trên danh nghĩa. Hai ngày sau, 11 tháng 3, vua bảo đại triệu cố vấn tối cao của Nhật là đại sứ Yokoyama Masayuki vào điện kiến trùng để tuyên bố nước Việt Nam độc lập. Bản tuyên ngôn độc lập này có 6 chữ ký của 6 vị thượng thư của cơ mật viện, là cơ quan hành pháp tối cao của vương triều bảo đại. Đấy là các thượng thư Phạm Quỳnh, Hồ Đắc Khải, Ưng Úy, Bùi Bằng Đoàn, Trần Thanh Đạt và Trương Như Đỉnh. Vua Bảo Đại công bố một chiếu chỉ đề ngày 27 tháng Giêng Tà, tức năm thứ 20, niên hiệu Bảo Đại đến với quốc dân Việt Nam, báo hiệu thời kỳ tự chủ, độc lập của đất nước. Nhà vua lên ngôi từ năm 1926, lúc mới 13 tuổi, còn đang du học ở Pháp. Nhắc lại những sự kiện quan yếu kể trên để hiểu rõ hơn nội dung và tinh thần của bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ bị người Pháp đô hộ, kể từ năm 1884 trên toàn cõi nước Việt. Chiếu chỉ của vua Bảo Đại có nội dung như sau. Theo tình hình thế giới nói chung và hiện tình Á Châu, chính phủ Việt Nam long trọng công bố rằng kể từ ngày hôm nay, hòa ước bảo hộ ký kết với nước Pháp được hủy bỏ và vô hiệu hóa. Việt Nam thu hồi hoàn toàn chủ quyền của một quốc gia độc lập. Ví dụ số 1, ra ngày 17 tháng 3, nhà vua nêu khẩu hiệu dân vi quý, có nghĩa là lấy dân làm quý, là phương châm trị nước. Nhà sử học Trần Trọng Kim được bổ làm nội các tổng trưởng thời kỳ mới, giao nhiệm vụ thành lập nội các vào ngày 17 tháng 4. Đây là chính phủ đầu tiên của Nam độc lập và ông Trần Trọng Kim trở thành vị thủ tướng đầu tiên của lịch sử dân chủ của quốc gia Việt Nam. Với tập hợp được những trí thức có danh tiếng lúc bấy giờ, thành phần nội các ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4 gồm các vị tổng trưởng nội các hay thủ tướng giáo sư sử học Trần Trọng Kim, phó tổng trưởng nội các hay là phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao luật sư Trần Văn Trường. Ông Trần Văn Trường chính là thân phụ của bà Ngô Đình Như, mà sau này giữ chức đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ cho đến biến cố Phật giáo năm 1963 xảy ra ở trong nước. Bộ trưởng nội vụ là bác sĩ Trần Đình Nam, là nhân vật sau này giữ nhiệm vụ niên trưởng giám sát viện, nên đề nghị Cộng Hòa Việt Nam mở ngoặc từ 1963 đến 1975, đóng ngoặc. Bộ trưởng Tư pháp luật sư Trịnh Đình Thảo sau năm 1960 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tức là tổ chức chính trị do nhà nước Hà Nội dựng nên từ 1960 để làm bình phong che giấu âm mưu lấn chiếm miền Nam của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản. Với
Với những thành phần có thể gọi là ưu tú nhất của xã hội Việt Nam thời bấy giờ, mà cũng là hôm nay, tiếc thay nội các của Thủ tướng Trần lại không có được bản lãnh mưu thuật chính trị để đối đầu với sách lược xảo trá cộng sản do Hồ Chí Minh chỉ đạo. Thế nên vận nước dần chuyển theo một tình thế nguy nan do mưu đồ cướp chính quyền bằng bạo lực qua những nguyên nhân và diễn tiến liên tục xảy ra trong những ngày của tháng 8 năm 1945. Tháng 6 năm 1945, chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam, lấy quốc ca là bài Đăng Đàn Cung. Quốc kỳ có nền vàng, hình chữ nhật, giữa có hình quẻ ly gồm ba vạch màu đỏ thẫm. Cần phải mở ra một dấu ngoặc ở đây để thấy rằng như thế cờ quẻ ly của Đế quốc Việt Nam đã là tiền thân của quốc kỳ của quốc gia Việt Nam mở ngoặc 1948 đến 1955, đóng ngoặc, và Việt Nam Cộng Hòa mở ngoặc 1955 đến 1975, đóng ngoặc. Đây là cờ biểu tượng chính thống xuất hiện trên toàn lãnh thổ Việt Nam trước khi có lá cờ đỏ sao vàng của chính phủ lâm thời do mặt trận Việt Minh cướp được từ chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim theo một biến cố sẽ trình bày trong phần tiếp theo sau. Cũng cần nói thêm để biết được rằng lá cờ vàng ba sọc đỏ sau nhiều vận động chính trị giữa cụ Hoàng Bảo Đại và những giáo chức cao cấp của Pháp đã trở nên là một biểu tượng quốc gia chính thống cụ thể qua những biến cố sau đây. Ngày 7 tháng 12 năm 1947, tại cuộc họp trên tàu chiến Pháp ở Vịnh Hạ Long, cụ Hoàng Bảo Đại và Pháp đã đàm phán và ký kết Hiệp ước Vịnh Hạ Long. Hiệp ước này thể hiện sự đồng thuận của hai bên về việc thành lập quốc gia Việt Nam trên cơ sở nguyên tắc độc lập và thống nhất của Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp. Chính phủ quốc gia hoạt động dưới một hiến chương lâm thời, chọn cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ và bản thanh niên hành khúc với lời nhạc được sửa đổi làm quốc ca. Ngày 5 tháng 6 năm sau 1948, quốc gia Việt Nam ký kết với Pháp một hiệp ước Vịnh Hạ Long khác với nội dung Pháp công khai và trọng thể công nhận nền độc lập của Việt Nam. Cuối cùng, tháng 1 năm 1949, chính phủ Pháp thỏa thuận chấp nhận yêu cầu của quốc trưởng Bảo Đại là miền đất Nam Kỳ phải trả lại với quốc gia Việt Nam. Ngày 8 tháng 3 năm 1949, sau nhiều kỳ đàm phán, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và cụ Hoàng Bảo Đại đã thuận ký kết hiệp ước Élysée xác nhận nền độc lập của Việt Nam, chính thức thành lập quốc gia Việt Nam trong khối Liên Hiệp Pháp, đứng đầu là quốc trưởng Bảo Đại trước diễn trường chính trị thế giới. Điển hình cho sự xác nhận này là sự kiện liên quan đến vấn đề hôm nay. Tại Hòa hội San Francisco tháng 9 năm 1951, trước sự hiện diện của 51 quốc gia trên toàn thế giới đại diện quốc gia Việt Nam là Thủ tướng Trần Văn Hữu, đã đọc bản tuyên bố xác định chủ quyền đã có từ lâu đời của quốc gia Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Với những lời lẽ hàm súc và chính cớ, lịch sử chính xác, Thủ tướng Hữu đã long trọng tuyên cáo trước công luận thế giới chủ quyền toàn diện và tuyệt đối của quốc gia Việt Nam đối với vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hóa ra trong trận chiến giữ nước, lực lượng quốc gia dân tộc luôn là những người bảo vệ tổ quốc Việt Nam hơn hẳn phía cộng sản. Này, chúng ta nhắc lại lời của Thủ tướng Trần Văn Hữu như một chứng cớ hùng hồn nhất để nói cùng Bắc Kinh và Hà Nội quyết tâm son sắt của người Việt quốc gia. Thật là nghiêm trọng và cảm kích cho Việt Nam được đến San Francisco tham dự công việc của Hội nghị Hòa bình. Sở dĩ phái đoàn Việt Nam được hiện diện tại đây là nhờ các tử sĩ của nước Việt và lòng hy sinh vô bờ bến của dân tộc Việt Nam. Là một dân tộc đã chịu biết bao đau khổ để có được sống còn và dành sự trường tồn cho một nòi giống đã có hơn 4.000 năm lịch sử. Cho dù không đứng vững được bao lâu, nhưng nội các Trần Trọng Kim đã cố gắng đặt nền móng xây dựng một thể chế độc lập và tự chủ đầu tiên không lệ thuộc vào người Pháp.
tuy không được chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng như thiếu rất nhiều về nhân sự và vật lực để điều hành một quốc gia vừa mới thành hình. Trong khi đó, công tác đối ngoại thì phải cố gắng dung hòa giữa các thế lực quốc tế và chủ thuyết Đại Đông Á của Nhật. Đối nội thì có nhiều phe phái muốn giành chính quyền, chính phủ mới vẫn đạt được một số điều kiện căn bản, nhóm lên nhiều hy vọng độc lập và tự chủ cho đất nước. Trong những bước đầu tiên là Bộ trưởng Tư pháp Trịnh Đình Thảo ra lệnh thả hàng ngàn tù nhân chính trị bị Pháp giam giữ từ trước. Trong đó có rất nhiều cán bộ cộng sản như Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng. Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim còn thành lập Hội đồng Cải cách Cai trị, Tư pháp và Tài chính, gồm 16 nhân sĩ nổi danh được giao nhiệm vụ xúc tiến việc soạn thảo cơ cấu mới cho quốc gia. Bộ trưởng Bộ Thanh niên Phan Anh giữ nhiệm vụ tổ chức đội thanh niên tiền tuyến theo tinh thần quốc gia để huy động quốc dân giữ an ninh vì không có Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Phan Anh lại là một trong những nhân vật đầu tiên có mặt trong chính phủ liên hiệp kháng chiến với chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng do ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch vào năm sau 1946. Sau khi Việt Minh buộc Hoàng đế Bảo Đại thoái vị trong ngày 23 tháng 8, đội thanh niên tiền tuyến dưới quyền lãnh đạo của Phan Anh đi theo hãng Cộng sản mở đầu cho bi kịch lịch sử tháng 8 năm 1945. Phần 2. Sau 66 năm, chúng ta hẳn có đủ yếu tố để biết đâu là sự thật về ngày 19 tháng 8 năm 1945, mà phía Cộng sản kể cho đến hôm nay luôn gọi là ngày cướp chính quyền. Để tìm hiểu nguyên nhân và diễn tiến về ngày biến cố kia xảy ra như thế nào trong thực tế, chúng ta hãy trở lại từ đầu với những chứng cớ đã được lịch sử xác minh đồng nghĩa với sự thật. Bởi cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài trong 9 năm, từ 1946 đến 1954, là của chung xương máu chung của toàn thể quốc dân Việt Nam, chứ không riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những luận điệu chỉ có tính cách tuyên truyền trong quần chúng như Cách mạng tháng 8 của Việt Nam hay Cách mạng tháng 10 Nga của Liên Xô. Tuy nhiên, vì đây là một dấu mốc vô cùng quan trọng quyết định nên vận mệnh của đất nước và dân tộc kéo dài trong một giai đoạn ngắn ngủi chỉ từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 2 tháng 9, xuyên qua thời điểm 19 tháng 8 năm 1945. Chúng ta cần trở lại thời điểm bắt đầu từ năm 1940, một năm sau cuộc khởi cuộc đệ nhị thế chiến, chính phủ Pháp ở Bali đầu hàng quân Đức nên thuận nhượng cho Nhật chủ trị Đông Dương. Vì lúc ấy, Nhật là đồng minh gánh chịu nhiệm vụ chiến lược yểm trợ Đức ở mặt trận châu Á. Vì lý do này, toàn quyền Pháp ở Đông Dương là De Kutz, thuận để cho quân Nhật vào Bắc Kỳ. Hải quân Nhật sử dụng hải cảng Hải Phòng, còn không quân Nhật được quyền chiếm đóng các phi trường Gia Lâm, Hà Nội, Lào Cai, Phủ Lăng Thường. Cũng vì vậy, máy bay và chiến hạm của đồng minh, chủ yếu là Mỹ, đã tấn công các vị trí đóng quân của Nhật trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam, khiến cho đồng bào người Việt phải chịu nạn bom đạn chung với hai lực lượng quân sự Pháp và Nhật. Nhưng rồi, sự hợp tác bất đắc dĩ giữa chính quyền bảo hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật trên đất nước ta phải đến lúc chấm dứt. Do đó, vào đêm 9 tháng 3 năm 1945, đại sứ Nhật là Masumoto Shunichi đã chính thức trao tối hậu thư cho toàn quyền Jean de Kutz, ra lệnh cho quân viễn chinh Pháp trên toàn cõi Việt Nam phải buông súng đầu hàng Nhật vô điều kiện. Tiếp theo là một trận chiến ngắn ngủi chưa tới 48 tiếng đồng hồ. Quân Pháp tại Đông Dương, từ toàn quyền tới binh sĩ, đều bị quân Nhật bắt làm tù binh. Chỉ có một phần quân Pháp thuộc sư đoàn của tướng Gabriel Batia, nhờ đóng sát biên giới trong tỉnh Lai Châu nên trốn thoát sang được đất Tàu. Từ tình hình này, ba nước Việt Nam, Lào và Cao Minh tạm thời cởi được chiếc cùm của thực dân Pháp, nhưng lại mang vào cái gông của phát xít Nhật. Quân đội Nhật trở nên là chủ nhân ông trực tiếp. Đã hết tập 1 của phần Người vận nước.
xin mời các bạn đón nghe tập 2.